Thành ủy Thái Nguyên vừa tổ chức giao ban công tác dân vận khối phường xã quý 1 triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, các chủ trương, nghị quyết chỉ thị của Đảng, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án về công tác dân vận đã được thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2024, thành phố đã vận động huy động được trên 4 tỷ đồng, duy trì hiệu quả hoạt động của 10 tổ công tác, nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội. 6 tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Về nhiệm vụ công tác dân vận thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào dân vận khéo sống tốt đời đẹp đạo. Hoạt động của tổ dân vận ở xóm tổ dân phố tăng cường công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, triển khai các công trình dự án trọng điểm.